Những tưởng rằng công việc tài xế lái xe taxi đầy nguy hiểm và vất vả, chỉ có cánh mày râu mới đảm nhận được. Nhưng những bóng hồng tưởng rằng yếu đuối cũng có thể làm công việc này, thậm chí họ còn làm tốt hơn nam giới. Bằng lòng yêu nghề, họ đã vượt qua được những định kiến của xã hội, những khó khăn trong công việc để tìm thấy niềm vui riêng cho mình. Đây cũng là câu chuyện chúng tôi muốn dành tặng cho những nữ tài xế nói chung trong ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Chị Nguyệt đã gắn bó với nghề lái taxi được 13 năm. Chị tâm sự, vì chót yêu và gắn bó với nghề, nên chị sẽ nắm vô lăng, đến khi nào không thể nữa thì thôi. Đấy, tôi bản thân mình là tôi làm là cái niềm vui là chỗ nào tôi cũng được chỗ nào tôi cũng được biết, như là những nơi du lịch, như là nơi ăn ngon, và chỗ nào tôi cũng được hiểu biết, thế là tôi làm cái nghề này cũng như là tôi được như được đi du lịch, nên tôi cảm rất là vui khi là tôi đi vào cái nghề này. Khác với chị Nguyệt, chị Lụa lại là một người phụ nữ nhẹ nhàng, điềm đạm, giống như chính cái tên của mình. Ban đầu, chị Lụa đến với nghề lái xe taxi cũng chỉ vì tìm kế mưu sinh. Nhưng sau một thời gian làm việc, chị ngày càng gắn bó và yêu thích công việc của mình. Giỏi nữa, nhưng mà cũng có những người thì họ cho rằng là cái nghề này nó không được hay lắm so với phụ nữ, bởi vì là tiếp xúc va chạm với quá nhiều đàn ông ấy. Nhưng mà theo mình thì mình đi làm công việc thì mình nó chẳng có gì cả. Mình có nhiều khách quen cũng chỉ vì mình là nữ ấy. Vì người ta muốn là lái nữ là nó điềm đạm. Lái xe thì mình không bao giờ phóng nhanh vượt ẩu. Với lại có lẽ là độ thật thà thì chắc là mình, bởi vì mình không bao giờ đi mua đường của khách. Lái xe là công việc vất vả, di chuyển nhiều. Nay đây mai đó lại tiếp xúc với nhiều kiểu người. Xã hội mặc định nó không dành cho phái yếu. Thậm chí nữ tài xế taxi còn gặp phải ánh nhìn thiếu thiện cảm từ mọi người, chịu áp lực từ gia đình, sự ghen tuông, khó chịu từ chồng con. Nhưng họ vẫn vững tay lái để khẳng định mình. Chị em phụ nữ có những cái lợi thế so với nam giới. Đó là phụ nữ thì thường là có những cái đặc tính, tính cách rất là điềm đạm, rất là nhẹ nhàng. Thế và nếu như mà khách hàng lên xe taxi mà có lái xe là nữ thì có thể nói là cái cảm giác đầu tiên cũng thấy dễ chịu. Vì vậy là với taxi nó không có cớ gì cả, là không tiếp nhận phụ nữ cả. Chỉ có điều là về phía xã hội, về phía gia đình người ta chưa thông. Người ta có cái nhìn nó chưa thiện cảm với nghề lái xe nên họ chưa tham gia nhiều. Nhưng tôi cũng xin nói, nếu khi họ tham gia, nữ tham gia công việc nói chung mà với lái xe nói riêng, thì từ cái thực tế của Vic Taxi thì các chị rất giỏi. Các chị giỏi ở chỗ này, kiên nhẫn hơn, dẻo dai hơn, lái xe km an toàn hơn. Hàng ngày, những nữ tài xế vẫn cầm chắc vô lăng trên những cung đường. Nụ cười của họ tạo thành điểm nhấn, làm mềm mại đi cái nghề những tưởng chỉ dành cho nam giới. Để bám trụ với nghề, những nữ tài xế cũng phải trải qua nhiều vất vả. Đôi khi, những hành động nhỏ của họ khiến mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn với các tài xế taxi. Thưa ông Bí, chờ một cậu thanh niên, cậu đi từ Mỹ Đình về bên Đông Anh ấy. Cái địa phận bên Đông Anh thì mình không có biết. Nên là đến đoạn đường vắng, mình không thấy nhà cửa gì, không có xe cộ gì cả. Thế thì hôm ấy mình, cậu đấy ngồi đằng sau thì dí dao vào cổ mình. Nói là đưa tiền đây thì mình cũng chấp nhận, mình bảo là miễn là sau đừng có giết mình thì mình đưa. Mình gặp người ta ở nạn, ở không đường, không ai chở thì mình chở vào trong viện giao thông. Và người ta sau mình lấy được cái số điện thoại của người ta, mình gọi được người nhà ra, người ta chở được ra, người ta lấy được xe máy. Thì người ta sau người ta đến nhà, người ta cảm ơn. Mình đã chở khách đấy thì không bao giờ nghĩ lấy tiền. Tại vì người ta đã cấp cứu, người ta đã bị ngất rồi thì làm sao mà lấy tiền, mình chỉ gọi chở làm phúc thôi. Chứ không bao giờ nghĩ là lấy tiền được của người ta. Quan niệm xã hội chưa hết khắt khe khi nhìn người phụ nữ lái xe đón khách, nhất là khi phải chạy đường trường. Vì thế, trong hàng vạn tài xế taxi cả nước hiện nay, số tài nữ chưa tới nổi hàng trăm. Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi, nhìn lại khả năng của những người phụ nữ để phụ nữ được tự do lựa chọn nghề nghiệp và phát huy khả năng của mình.